quá chuyên nghiệp rồi kìa. Anh Cường nói nào, mà mở tỷ số 1 không? Cú đánh đầu, nhờ cái đầu hối. Cường nói nào, mà mở tỷ số 1 không? Cú đánh đầu, nhờ cái đầu hối. Chị nghe thấy đó, trời đặt đâu rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đá lần ai cho đá chị vậy? Đá chơi hàng ngày. Hai không cho Ngọc Thành. Chơi làm ơi, hồi nãy tôi lật trước phải rồi. Wow. Rồi. 3-1 cho Ngọc Thành. Vô nè. Vô. Vô nữa nè. Bây giờ ngay trước đó, ba trái. Rồi xong. Cường đã nâng tỷ số lên 5-2, một bàn cú sút hết ra.